Ok, mình đã quay trở lại. Mình không biết chuyện gì nó xảy ra nữa. Nói chung là đừng nên tin những gì mà mấy trong bản này nói. Chúng thật là nguy hiểm và evil. Valet of Death. Ô, có cái chữ spawn đó kìa. Muốn nên đi đâu đây? Ô, có thịt. Hay. Ô, ở đây có kiếm đá. À, còn ở đây làm gì hết. Ở đây có đường để đi không? Mà không biết mình sẽ đi đâu về đâu. Thôi thật là nản quá đi à. Ai chỉ đường gì mình với. Quay. Sao có mấy cái đống cát. Hả? Sao mà đứng như đó còn chết? Mình trôn tao à? À, cái thế giới này thật là nguy hiểm. Mình đâu có xưa được đâu. Có đi đến đâu cũng xưa đâu được. Bây giờ mình nên đi đâu đây? Ai giúp mình với những cái cây này là biết dàn dựng sẵn rồi. Để mình đi qua sông đã. Cái cây này nhìn cũng được. Ô, mới tỏa sáng lại rồi. Fuck. Thế giới này thật là mình đâu có sơ đâu. Mới sáng giờ tối nữa. Có gì ở đây? Ồ, có cái cục gì cho cao vậy? Bỏ qua kia coi. Để coi trên đây có gì không. Lại mưa. Hết mưa từ sáng đến tối. Làm vậy hàng gì đắt kêu đúng rồi. Fuck. Yeah. Trên đây là cái gì? Ôi, Spawn Reaper. Không nên đến gần cái tụi này. Giết gà. Giết không được hả? Yeah. Zombie hả? Chết đi, con chó. Ôi, zombie nhỏ nữa. Ôi, holy shit. Chết đi. Mày chết đi. Mình vừa thấy cái gì á? Beacon, có phải là cái đó, beacon kìa. Có khi mình đến gần rồi, mình cứ đi theo cái món cái màu đỏ này đi. Đúng rồi, mình sẽ đi theo mấy cái đường màu đỏ này để đi qua. Ê khoan, bên đây nó nổ. Mày đi lừa tao hả? Ui. Cút. Thằng nhóc chết tiệt. Tao không có đến giờ giỡn mày đâu. Không có giỡn. Nói nhiều. Thì tụi mày đừng nghĩ trốn được anh nha. Mình sẽ đi lên bằng cái con đường nào đây à? Để coi có đường nào lên không. Lava. Không được, không được. Tiên này lên. Yeah. Ở trên đỉnh luôn. Cha phải biết. Mình đi theo cái con đường màu đỏ. Cái đường màu đỏ nãy nó qua sông rồi phải không? Giờ mình đi theo cái đường này. Đi theo vết máu là tốt nhất. Ok, chúng ta đang đi theo con đường màu đỏ. Rồi bên đây. Cầu mong là có cái gì đó suôn sẻ một chút. Ví dụ như đó không có cái gì kinh dị. Mình đã đến cái ngọn hải đăng rồi đó hả? Yeah. Trên đây có gì? Cái gì đang thui vậy? Ngọc Lục Bảo. Yes. Bỏ vô. Rồi mình sẽ tăng độ tốc độ nha. Mình sẽ tăng tốc độ. Ok, xong. Bây giờ mình nó chạy nhanh hơn rồi đó hả? Cái gì đây? Tiếp thì để coi quanh thế giới này có cái gì lạ lạ không. Sao mình không thấy cái gì bất thường quá vậy? What? Cái gì vậy? Để mình qua mình coi. Nhìn nó ngộ rồi nha. Để qua coi.
có cái gì đó không? Ui giời ơi, ấy cái đường sao mà nó dốc vậy? Hứ, đau hơn là phải chết ở chỗ này. Chúng ta đã có đường đến rồi đó hả? Ý da, ý da. Ô, một cái gì đó mình không biết mà hai chữ TFF nhìn lên đây nè. Thuyền, xe mỏ có rương, xe mỏ thôi cảm ơn không cần. Mình đi đây. Chắc là giống cái đội sư phạm. Không có hồn vậy. Ủa vậy. Em đùa em đùa. Ở kia có cái hồn mình vô coi. Chờ mình đi nên được có xíu chứ đâu. Ui trôn tao à. Cánh cửa đi làm cái bếp gì vậy? Không có cái bếp gì hết. Ở đây cũng có gì hết. Ở tiên ti kìa. Có khi nào lát nó nổ không? Stop bay bay cái bếp tôi đi luôn nè. Ở này barrier lock mà. Tại sao các cầu thang nó lại đứng lơ lửng hay được? Mà không nên bỏ lỡ cái gương nhỏ hết. Lửa kìa, có cái nhân làng, nhân làng đi nào. Yeah, có kiếm bên đây mình sẽ lấy dành trứng mình trội vô cái tụi zombie chết tiệt kia. Sao nhân làng lại bị như thế này, nước đổ tùm lum vậy? Ý, đây là cách để lấy hai tay không cần lúa. Ok, ăn không được tại vì mình đã no sẵn rồi. Hello, Phật, thẳng chồng mình vô cũng ghê chứ. Có ai ở đây không? Hello. Ui dạ. Không mà nằm ở cửa hết. Đêm hôm khuya khoắt là không cho mình vào. Tụi bay nhớ đó. Cái lũ dân làng này. Chết đi. Ồ, có được cái đường màu đỏ. Đúng rồi, mình sẽ đi theo cái đường màu đỏ. Nó phải cái gì đây? J open the window wooden. What the fuck? Jonah. Có cái đường này đi không? Hả? Congratulations. Fuck, biết nghe là troll mà. Có đường ra đâu? À đây nè. Mày vừa phải thôi. Đi theo cái đường màu đỏ coi. Có cái gì nè. Play time thiên nhiên hơ. Quanh đây có cái gì không? Button to break when digging on that. Ui, hết hồn. Cái gì vậy? Lại là giọng con nhỏ này nữa. Nói nhiều quá, chắc cảnh ra đi. Ê, mà nó đâu vậy? Ghê vậy? Dám nói mình là nút hả? Fuck. Rồi xong. Mình đang xuống cái đường vô tận. Không bao giờ hết. Wow, ấy có cuốn sách gì đây? Nick để giúp đỡ. Vote từ người dân gian thành 10. Wow. Hả? Cái gì đây? Ấy,
Ê, lắc 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 lắc. What the fuck? Cái gì đây? Hả? Hết game hả? Bây giờ chúng ta sẽ trở lại tương lai. You let the player escape. What the fuck? I'm sorry, Father, I've done all that I could, but the player was... I don't want to hear it. I don't want to say excuses. You know how they can miss my grains. Từ nay cãi nhau gì vậy? Maybe we don't have to do it this way. Maybe we'll have to. Oh, I see. So first you are a failure, and then you betray me? Normally, I would be supportive of this behavior, but not as me. Mà sao lần chế độ này hay quá ta? Bảo Hòa đề kháng. Oh, nhìn nè. Cái gì đây, Netplay hả? Mình đã có những món đồ gì đây? Wow. Free game mode, in game mode 3. Oh wow, mình, các bạn có thể thấy đây là một đống comment block. Sao mình thấy mình luôn vậy? Oh, hàng ngàn cái comment block. Và chỗ này là chỗ gì? Oh wow, cái sân khấu hồi nãy, đúng là sân khấu ác mộng mà. Ba cái sân khấu sầm sầm. Còn đây là cái chỗ nhảy lên nhảy xuống hoài luôn đó. Ở còn cái này là cái gì? Theo mình biết là cái chỗ mới đầu phải không? Lắc kinh khủng. Đây là một thế giới mở rộng. Biết ngay mà. Và ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các series lần sau. Mình sẽ kết thúc series này tại đây. Rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ các series này của mình. Bye bye.